tắt quả cái cho mọi người nghe cho rõ anh em ạ. Thì hôm nay hiện tại bây giờ là mấy giờ rồi? 1 giờ anh ạ. Hôm nay mình ngủ dậy vào lúc tận 1 giờ. Thì là xuống dưới kia là đã có hai bi phẩm. Một bi phẩm này, một bi phẩm này ở bên dưới anh em ạ. Theo như mình được biết á, đây là một món quà từ một bạn yêu quý. Bạn yêu quý mình thôi, không phải trong đội ngũ gì cả, nhưng mà từ một bạn yêu quý bây giờ trở thành người trong đội ngũ của mình anh em ạ. Quản lý tất cả các vấn đề trên mạng của mình. Hôm nay mình sẽ bóc món quà ra xem là người ấy tặng gì anh em nhé. Con gái anh em ạ, tôi lắm được tặng quà này, vì anh nên đã được ai tặng quà bao giờ đâu mà. Người này hiện tại đang làm việc trong đội ngũ của mình anh em ạ. Còn làm cái duyên thôi. Bé tí, hay đến mấy. Quản lý được, ngày trước là quản lý à. Quản lý truyền thông của số quần áo này, tất cả cộng tác viên này. Tiếp theo lúc mình ra kiếm tiền online từ VNDC ấy, lại quản lý luôn cả chỗ đám mấy nhóm đấy, mà nhóm mấy 27.000 thành viên quản lý từng đấy tiếp. Rồi quản lý ban quản lý group của gia đình các bạn này. Rồi quản lý luôn cả kiếm tiền từ Facebook cùng Phạm Tuấn này. Nói chung là quản lý tất cả những cái gì mà những thứ phải làm trên mạng này anh em, quản lý hết cả những đấy. Rồi gần đây mình đang kiếm tiền từ thị trường ngoại hối, thị trường tài chính, thì lại quản lý luôn cả cái đấy anh em ạ. Phải nắm tele các thứ. Mày hóng cái gì không? Ba mèo này. Nó tưởng quà nó nói sao ạ? Đi cái đi, đi ra. Thì nó đóng được tặng quà đây à. Em gửi quà đi cho anh rồi đó. Mình hứa là mình cũng tặng quà hai bạn đấy mà, nhưng mà bạn ấy đã tặng quà mình trước rồi. Mang mình thùng sữa family. Khả năng đấy là tự quấn đúng không? Trên, ừ. Tự quấn chứ không phải là. Cái này mình đang kiếm tiền từ thị trường ngoại hối anh ạ. Anh nào muốn kiếm tiền của mình thì liên hệ vào các contact của mình nhé. Nhiều bạn đang kiếm lắm rồi ạ. Và mình có ra một website là phạmtuấn.club. Trên website là có đầy đủ tất cả các dịch vụ trên mạng xã hội anh em ạ. Bạn nào mà cần mua dịch vụ thì lên đấy có thể mua hết. Like, click, xóa Facebook, mở khóa thì có hết anh em nhá. Cho mấy chồng cắt cái đầu này phát là được. Cắt đầu này này. Bên đây là kéo nó lên là được. Và những bạn nào muốn trở thành hacker thì cũng có thể lên đấy mà có dịch vụ về bán anh em nhé. Rồi xé lên. Cắt cho lâu. Gì vậy? Không, mình có mà ăn mấy cái này đâu, đồ ăn lắm rồi. Xúc xích đây. Quá xe đồ ăn. Nó tặng toàn đồ ăn vặt này. Cái gì đây? Kẹo. Đúng rồi, trẻ con nhỉ. Nhưng mà thích đấy à. Quay sang này, đây anh em. Nhà mình có đầy đồ ăn vặt đây. Mình có hay ăn vặt mà. Tủ lạnh đầy. Đây, xúc xích này. Đậu phộng. Kẹo dẻo hơn trái cây. Làm cái nhìn đây, cho miếng. Ừ. Không, ăn chung. Chung á? Ừ. Ủa, ngọt thế. Ừ. Ngon mà. Sữa family. Em ạ, con trai thì uống ít sữa này thôi. Mình cảm thấy quá trình sinh lý của con trai anh em ạ. Ai có gì đây? Đây. Có thư này anh em ạ. Có bản thư này. Thư dán thêm hộp sữa này. Em gái Nguyễn Linh Óc Tó gửi anh Tuấn và chị Trinh thỏ chúc anh chị hạnh phúc, làm ăn nhiều tiền. Ấy sợ. Hay quá. Được đấy. Kẹo mút này. Bánh này ngon lắm anh ạ. Bánh này mình ăn rồi ngon ạ. Bánh này anh em nhìn thấy mấy nghìn một cái.
phộng rồi. Cũng là mình hay ăn vặt thật. Mua toàn đồ ăn vặt cho mình. Giỏi. Sao thử dán thêm hộp sữa này, nó đợi mình quá, uống hộp sữa này nó bắt đầu đọc à. Đúng rồi. Thế là thay mặt Chi Thỏ và gia đình bên này, cảm ơn bạn em Nguyễn Linh nhá. Được đấy. Anh không biết nói gì em ạ. Nhưng mà anh cũng không biết nói lời tình cảm gì, nhưng mà em cứ giữ nguyên như này đi. Rồi các thành quả sẽ đến với em ạ. Nhá. Anh không biết nói lời tình cảm gì cả. Anh thì không thích nói những lời bao hoa, không biết cách gì cả. Cứ thế thôi. Trời ơi. Thầm ơi, cho mấy con mèo miếng nó cứ ngồi nhìn nhờ. Nè, cho xúc xích nè. Nó sẽ xúc xích anh ạ. Thích ăn xúc xích mà. Ok, có khi nào mình cũng phải chén hết chỗ này đây. Chắc anh chén ở đâu nhưng mà ăn dần anh em ạ. Em tặng toàn quà, đúng là lần lâu lắm rồi mình mới được tặng quà như này. Bé nữa đã được tặng quà mới đâu. Cảm ơn em Nguyễn Linh nhá, chúc mọi điều tốt đẹp đến với em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Mọi người thấy clip này hay thì bố cho mình có xé với đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.